Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, sau khi mình xẻ mít xong thì mình đang làm bữa trưa cho ông xã. Các bạn nghe bùm bùm không? Bùm không? Đấy, đang chơi game trong phòng đấy các bạn. Các bạn thấy ai sướng như ông chồng mình không? Chơi game xong có người lột mít cho ăn. Xong tới hồi hả? Cái này chắc mình phải đeo thêm bao tay nữa. Xong bắt đầu là có người chuẩn bị cho buổi trưa. Đúng là phận làm gái thì 12 bến nước. Nói đùa thôi chứ lâu lâu mình chửi ông xã mình một chút. Tại vì ông xã từ thứ 2 đến thứ 6 là ông xã cũng vất vả đi làm rồi. Thì lâu lâu mình người ta thư giãn thì mình hỏi người ta ăn gì và mình chuẩn bị cho người ta. Cái đó nó cũng là một cái thể hiện tình cảm mà. Đúng không các bạn? Cái này là tự nguyện thôi chứ không gì hết. Đây là ông xã mình ăn uống thì đơn giản lắm các bạn. Cái này là cái gọi là parken của Mỹ này. Có nghĩa là nó cũng đã ngâm qua nước muối rồi. Sau đó thì mình thả nó vào cái khay này. Sau đó mình đem nướng lên và ông xã ăn với bánh mì với quết trên bánh mì thế thôi. Buổi trưa anh ta ăn thì ăn như vậy thôi. Nhưng hôm nay á, chút xíu nữa là sẽ có bạn của ông xã đến chơi. Cái người bạn này rất là thích ăn món Việt Nam. Cho nên là mình sẽ nấu món gì vậy? Các bạn biết không? Cơm chiên dương châu, tại vì sẵn trong nhà có cơm chiên dương châu á. Và ngày hôm qua thì cũng có thịt nướng á. Thì mình lấy cái thịt nướng đó mình sẽ làm thêm món gọi là cơm chiên dương châu thập cẩm thịt nướng. Đây, bây giờ mình sẽ bỏ vô cái lò nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô cái lò và bây giờ mình nói cho các bạn luôn là đây có những cái dụng cụ để mình làm đây cái món thịt nướng của mình đấy các bạn. Đây, thịt nướng ngày hôm qua các bạn ơi. Cái thịt này của mình á là trước khi mình làm á là mình có lấy cái chày đâm nó ra cho nó mềm thịt, sau đó mình ướp với lại sữa đặc Việt Nam của mình á, rồi các cái gia vị khác, thì sau đó mình đem nướng rất là thơm nha các bạn. Cái thịt của mình á, mình không có ướp nhiều những cái sốt khác như là người khác. Mình chỉ ướp bằng những cái nguyên liệu cơ bản và mình thích những cái gì nguyên liệu cơ bản nó ra một cái vị thơm. Giống như mình có ướp với sa tế nữa, cho nên cái mùi sa tế nó rất là thơm. Đó, và bây giờ mình khoe thêm các bạn một cái món mà ông xã ngày hôm nay ông xã làm để đãi bạn nha. Mình cho các bạn coi này. Chờ mình lấy ra nha. Đây các bạn ơi, cái món này ông xã làm. Các bạn thấy không? Cái món này thực ra hôm nay nhà hết hành lá rồi, cho nó sẽ trộn với hành lá. Mình sẽ ăn vụng một miếng nha. Mình sẽ ăn thử một miếng cho các bạn. Cái này mấy người ăn uống với bia các bạn. Mình thấy ông xã mình sáng dậy lọ mọ làm. Có nghĩa là người ta luộc trứng lên, xong người ta khoét cái lòng đỏ ra, xong người ta trộn với gia vị và với chút ớt sa tế với hành, sau đó người ta lại nhét lại cái quả trứng thế này và người ta bỏ lạnh người ta ăn. Mình không biết món này ở Tây nó gọi là món gì, nhưng mà mình ăn mình thấy rất là ngon. Mình ăn vụng một miếng này các bạn. Ngon quá. Đó, cho nên là buổi sáng thì ông đã lọ mọ đó mọ ông nấu. Thì buổi trưa mình chuẩn bị cho người ta một chút món ăn trưa thì có là gì đâu đúng không các bạn? Mình khoe một các bạn một món nữa. Đây là cái món salad bắp cải mà ông xã đã làm. Ông xã là mình nấu ăn rất là ngon luôn, cực ngon nhá, nấu ăn ngon luôn mình đấy. Cho nên khi ông xã vào bếp là mình thích lắm. Đây cái món bắp cải này các bạn. Perfect. Cho nên ngày hôm nay mình nấu thêm món cơm chiên dương châu nữa. Và bây giờ bắt đầu mình chuẩn bị nguyên liệu. Các bạn chờ xem mình nấu món cơm châu dương châu như thế nào nhé. Các bạn ơi, đây là thành quả cơm chiên của mình đây. Cơm chiên với thịt nướng.
Rồi, Hasuko làm được thì các bạn cũng làm được nhé. Chúc các bạn một buổi tối ngon miệng. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ show cho các bạn xem là bạn của ông xã mình đi mô tô nhí thế nào nhé. Và bản thân mình cũng đã từng chạy chiếc mô tô máy cày này và chạy chiếc mô tô nhí. Và kết quả là trên đùi mình đã có một vết phỏng bô như mặt như là cái nửa mặt trăng và giống như cái miệng cười. Đó, đó là cái kết quả của mình. Và mình cũng đã từng ngồi sau chiếc xe Ducati của ông xã mình chở ra đường highway. Wow, cái cảm giác thật là kinh khủng. Và các bạn ơi, mùa xuân này, mùa hè này, chắc chắn là ông xã mình sẽ chở mình đi tiếp tham gia những cái hội đi mô tô ở Mỹ. Và lúc đó mình sẽ quay lại video cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ, các bạn hãy xem mình đi mô tô như thế nào nhé. Các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh Hasuko GLA của mình. Rồi, chúc các bạn xem video vui nhé.